Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chia tay 2021, vì sao Đảng lại mở chiến dịch mậu thân trên mặt trận nhân quyền. Vào tháng 12 năm 2021, được chứng kiến với hàng loạt vụ bắt bớ và xét xử các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, vì sao chính quyền Cộng sản Việt Nam lại dồn dập tấn công trấn áp nhân quyền trắng trợn và công khai đến như vậy? Tác giả Gió Bấc đã phân tích sự kiện này trong bài viết trên blogger của đài EFA mang tựa đề chia tay 2021, vì sao Đảng mở chiến dịch mậu thân trên mặt trận nhân quyền. Năm 2021 bắt đầu với nhiều vụ bắt giam, truy tố, xử án các nhà báo dồn dập, bao gồm xử án các nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập, bắt giam các thành viên của nhóm báo sạch, bắt giam nhà báo Phan Lợi, vân vân. Và dồn dập trong cuối tháng 12 là 5 phiên tòa xử mà không xét những người bất đồng chính kiến và dân oan. Những bản án nặng nề từ tử hình đến hàng chục năm tù áp xuống những người dân vốn đã bị đẩy vào bước đường cùng. Dân oan kiệt sức kêu than khi đất Thủ Thiêm bốc cao tận trời xanh, giáo dân Lộc Hưng mòn mỏi chờ công lý. Oan án Hồ Duy Hải cũng xuất hiện chứng cứ mới, đi dự đám tang trong thời gian gây án nhưng lưỡi hái tử thần vẫn treo lơ lửng. Khúc ca chiến thắng mậu thân đang tái diễn trên lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam. Đây là hình ảnh cuộc tấn công của quân đội Bắc Việt vào Huế năm 1968 đã giết chết nhiều người dân vô tội. Hơn 10 mộ chôn tập thể đã được phát hiện ở quanh Huế. Ước tính tổng số người bị giết trong thời gian quân Bắc Việt và làm chủ thành phố là từ hàng trăm cho tới hàng ngàn người. Chỉ trong nửa tháng cuối năm 2021, Tòa án Việt Nam đã dồn dập xử 5 vụ án với những người dân vô tội, thậm chí còn là nạn nhân của chế độ độc tài bị mất đất, mất nhà. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tòa án Hà Nội xử nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù vì tội viết sách cho người bình dân hiểu những quyền căn bản mà Thượng Đế và nhân loại đã dành cho họ. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, Tòa án Hà Nội xử hai ông công dân là Trịnh Bá Phương 10 năm tù, bà Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù vì tội kêu oan đòi đất. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2021, Tòa án tỉnh Nam Định cũng xử người thợ Đỗ Nam Trung 10 năm tù vì vạch mặt chỉ tên bốt bẩn. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, Tòa án cấp cao sẽ xử phúc thẩm hai mẹ con nông dân Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư. Án sơ thẩm đã xử bà mẹ nông dân Cấn Thị Thêu 8 năm tù và con trai Trịnh Bá Tư 8 năm tù về tội kêu cứu cho người dân ở Đồng Tâm. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, thì chính quyền Hà Nội lại xử tiếp thầy giáo Lê Trọng Hùng vì tội đã tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội và chỉ ra sai trái của chính quyền. Những bản án nặng nề cứ liên tiếp chụp xuống những người dân vô tội trong cách nhìn của một xã hội, quốc gia, dân chủ, đó là những công dân có trách nhiệm. Đây là hình ảnh 4 nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam xử tù bao gồm từ trái qua Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Trong bối cảnh đen tối của đất nước, vừa mới thoát ra khỏi đại dịch, kinh tế thì suy giảm, lòng dân thì hoang mang như một cái nút thắt thít chặt hơn và vòng thòng lọng đã mặc định gắn trên cổ người dân từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài danh sách tù nhân chính thức bị kết án bằng những công cụ tuyên truyền mang tên pháp quyền, có hàng triệu tù nhân dự bị được răn đe bởi những lực lượng ngoại vi mang danh nghĩa là YouTube, mạng xã hội cờ đỏ hoặc AK-47 v.v. Những luật sư nhân quyền, những bác sĩ chuyên gia y tế độc lập ngoài quốc danh, những nhà báo phi quốc danh và ngay cả một nhóm người tu tại gia hoàn toàn phi chính trị là nhóm Tịnh Thất Bồng Lai cũng bị tấn công, quấy phá và đàn áp hàng ngày. Cũng theo đài tiếng nói BBC từ nước Anh, hiện có khoảng 170 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam, một con số cao kỷ lục trong lịch sử gần đây, theo số liệu thống kê vào năm 2020 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Trong khi dự án 88 thì khẳng định rằng hiện có 217 nhà hoạt động trong tù và 306 người khác đang gặp nguy hiểm. Vấn đề là vì sao vào năm 2021, nhất là trong tháng 12, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại dồn dập tấn công, trấn áp, đàn áp nhân quyền trắng trợn và công khai đến như vậy. Đây là hình ảnh 4 thành viên trong gia đình bà Cấn Thị Thêu đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử tù bao gồm
từ trái qua là Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Khiêm, ông bố. Hiện tại chỉ có ông bố là Trịnh Bá Khiêm còn ở ngoài nhà tù. Riêng bà Cấn Thị Thêu đã bị tù Cộng sản đến nay là 3 lần. Thứ nhất, về đối nội, mục đích trấn áp nhân quyền, tiêu diệt những mầm mống của xã hội dân sự là để bảo vệ chế độ độc quyền cai trị của thể chế độc tài hiện hữu. Bộ máy chính quyền hiện hữu hiện nay không thuần nhất, rạn nứt với nhiều phe phái khác nhau trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Những phe phái này không hề khác nhau về quan điểm, chính kiến và chính trị, phe thân Trung Quốc, phe cấp tiến thân Mỹ như nhiều người ảo tưởng. Nó chỉ khác nhau về tính cục bộ địa phương, phe miền Bắc, phe Thanh Nghệ hay phe theo xu hướng cá nhân như phe Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, vân vân. Các lực lượng phe nhóm trong vùng máy nhà nước có thể đấu đá nhau chí chết để tranh giành quyền lực, quyền lợi, nhưng hoàn toàn thống nhất với nhau là còn đảng, còn mình và đều cùng thể tận trung, tận hiếu với anh lớn bạn vàng Trung Quốc. Niềm tin ấy có cơ sở vững chắc là hai bên thống nhất về chính trị và quyền lợi. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thì Đảng Cộng sản Việt Nam còn. Đảng còn thì đặc quyền, đặc lợi cũng còn. Và Tổ quốc và nhân dân chỉ là phương tiện, là hàng hóa để bán mua và họ chia chác với nhau. Cứ nhìn vào sự kiện công an đã công khai thảm sát thanh trừng đảng viên Lão Thành, Lê Đình Kình mà trong suốt quá trình Đại hội Đảng lần thứ 13 không có tiếng nói phản kháng nào trong đảng cả. Đây là hình ảnh sau khi hành quyết người đảng viên cao tuổi 84 tuổi cụ Lê Đình Kình ngay trong phòng ngủ, thì nhà cầm quyền tiếp tục tuyên án tử hình cả hai người con trai của ông là Lê Đình Chức bên trái và Lê Đình Công. Trung Quốc lấn ép Việt Nam từ Biển Đông đến cửa khẩu biên giới, toàn đảng thì vẫn ngập hổ thị, không tiếng nói phản kháng. Sự thống nhất ấy được ghi chi triệt để bằng cách nuôi dưỡng guồng máy quân đội và công an, còn đảng, còn mình. Hệ thống tư pháp tay sai làm công cụ trấn áp nhân dân trong cả nước. Và Nguyễn Hòa Bình, tên đồ tể đội lốt người đã kẻ trơ cháo tuyên án Hồ Duy Hải trong phiên tòa giám đốc thẩm bất minh, bị Quốc hội phê phán vẫn đường thẳng thăng tiến vào Bộ Chính trị. Về quan hệ đối ngoại, sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và toàn thế giới biến địa chính trị Việt Nam trở thành lợi thế mà Đảng Cộng sản đã tận dụng cơ hội để mặc cả, để đu dây, củng cố đặc quyền đặc lợi cho mình, mặc cho người dân cả nước đau khổ, mặc cho chủ quyền đất nước bị mất đi. Nguyễn Phú Trọng tự mãn khoe khoang đường lối ngoại giao điếm đàng, khỉ rơi, khu chuột ấy là triết lý ngoại giao cây tre, là cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, canh thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất khiên kiên cường, không có cơn gió nào quật ngã được. Rõ ràng nhất trong thực hiện đường lối cây tre, Việt Nam bất ngờ đón tiếp Bộ trưởng Vương Nghị ngay trước khi bà Phó Tổng thống Mỹ Harris đến Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng thì núp lùm, Nguyễn Xuân Phúc thì tiếp nhận vaccine nhưng né tránh nâng tầm quan hệ đối tác giữa hai nước Việt Nam và Mỹ. Rõ ràng do địa lý chính trị Việt Nam nằm sát Trung Quốc, có bờ biển dài tới 2.200 km ở vị trí ít hầu Biển Đông, có 100 triệu dân là nguồn lao động cần cù, Mỹ, châu Âu và Nhật, Úc và rất nhiều quốc gia khác đã dành cho Việt Nam nhiều ưu ái trong hợp tác đầu tư, viện trợ y tế, quốc phòng, vân vân. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam vào ngày 28-25 tháng 8. Nếu nhà nước Việt Nam có trách nhiệm, có lý tưởng phụng sự quốc gia, dân tộc, thì đây chính là cơ hội bằng vàng để thoát chung, thoát nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng rất tiếc, thể chế độc tài, đảng trụ Việt Nam đã tận dụng ưu ái đó để vun vén cho lợi ích của nhóm của đảng cầm quyền, của cá nhân để duy trì quyền lực cai trị với nhân dân và để mặc cả lập công với bạn vàng Trung Quốc. Nguồn đô la hàng chục tỷ đồng thu về từ thặng dư mậu dịch với Mỹ lại chạy ngược lại sang Trung Quốc để nhập về những thực phẩm, hàng hóa độc hại từ nước bạn. Mềm nắn, rắn buông là sách lược chủ yếu của đường lối ngoại giao lúc lắc cây chè. Sự mềm mại của Mỹ và đồng minh chính là cơ hội của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Một số nhà bình luận đã tổng kết quan trọng trên đài tiếng nói BBC tiếng Việt là tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội đối với Hoa Kỳ và các đồng minh đã cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều không gian hơn trong việc bịt miệng những người chỉ trích. Hai cuộc đối thoại nhân quyền với Mỹ và châu Âu đã diễn ra trung tuần tháng 11 vừa qua, cũng diễn ra ôn hòa theo kịch bản chất vấn, đối đáp ầm ừ, hứa hẹn
cải thiện nhân quyền theo kiểu để lâu thì cứt trầu quá buồn mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã dự kiến và vẫn thực hiện như từ trước đến nay. Có lẽ đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách cần cân nhắc lại ván cờ địa chính trị. Thà có thêm một đối thủ công khai còn hơn vun vén tình bạn đồng sản dị mộng mà nói theo người Việt là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đổi mới lần 2, đổi mới toàn diện là lối thoát sống còn. Cái rét đang tràn về những ngày cuối năm, nhưng cái rét của thiên nhiên chỉ kéo dài trong vài ngày, có thể chống chọi, chưa phải là mối lo lớn. Mối lo lớn có thể ví như một đại băng hà chưa thấy ngày dứt, nhưng tiếp diễn mỗi ngày mỗi nặng hơn. Đó chính là con bạch tuộc tham nhũng khổng lồ, thần thông quảng đại, có hàng chục triệu vòi tham nhũng mà công ty Việt Á chỉ là một cái vòi nhỏ trong số đó. Sự thần thông quảng đại của con quái vật bạch tuộc tham nhũng nằm ở chỗ bị chém một vòi thì lập tức phát hiện ra mọc ra hàng trăm vòi khác. Đó là nhận định của tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu trong bài phân tích về sự kiện Việt Á trên trang Facebook cá nhân với nội dung được ông chia sẻ như sau. Việt Á rồi sẽ bị xử lý nhưng sẽ có hàng trăm Việt Á mới xuất hiện. Ủy ban Kiểm tra Trung ương không đủ sức để xử lý. Đến bây giờ, toàn dân mới ngớ ra rằng bộ kit xét nghiệm mà công ty Việt Á mang bán cho 62 tỉnh thành với doanh số khoảng 4.000 tỷ đồng là sản phẩm của nhà nước. Bên hình ảnh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trước đó nay đang giữ chức Chủ tịch Hà Nội chính là người đã chỉ định công ty Việt Á và Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo kit test dở. Vì đó là sản phẩm được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tới 19 tỷ đồng để thực hiện, thông qua đề tài khoa học công nghệ quốc gia, nghiên cứu và chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus corona mới. Mã số DTDECN2920. Mức lương của những người lao động Việt Nam, trong đó có khoa học và giáo dục là rất thấp so với các nước phát triển, thấp hơn từ 10 đến 20 lần. Cũng theo bảng lương giảng viên đại học công lập và nghiên cứu viên khoa học từ ngày 12 tháng 12 năm 2020, thì ngạch lương cao nhất của giáo sư giảng viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp dao động ở khoảng từ 9 triệu 200 ngàn đồng, tức là bậc 1 hệ số 6.2, đến 11 triệu 900 ngàn đồng mỗi tháng, bậc 6 hệ số 8.0. Còn tiến sĩ mới bảo vệ có nơi chỉ nhận được từ 4 đến 5 triệu đồng mà thôi. Học bổng nghiên cứu khoa học Humboldt của Đại học Đức hiện trao tặng lương tháng mỗi tháng là 2.670 euro, tương đương với 69 triệu đồng cho nghiên cứu sau tiến sĩ từ 6 đến 24 tháng và 3.100 euro, tức là 82 triệu đồng cho các nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm từ 6 đến 18 tháng. Trong thời gian nghiên cứu đòi hỏi phải có các công trình khoa học đăng dưới dạng các bài báo trên các tạp chí như ESI hoặc các tạp chí uy tín khác. Và viện dẫn ra mức lương của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới ở trên có thể thấy số tiền 19 tỷ đồng là khoảng 800.000 đô la là một số tiền rất lớn so với đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và không nhỏ so với đề tài nghiên cứu khoa học của các nước phát triển. Không chỉ quá đắt, điều lạ lùng là theo truyền thông thì kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đến 19 tỷ đồng cho Viện Quân y chủ trì đã được ông Phan Quốc Việt mang đi bán với giá cắt cổ và đưa về cho Việt Á nhóm lợi ích doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh Bộ Công an mới khởi tố thêm ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ và cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Thử hỏi đặt ra câu hỏi rằng Bộ Khoa học và Công nghệ tiêu tiền của ai và ai là thủ phạm chính trong vụ này? Sai phạm của ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Việt Á thì đã rõ. Sai phạm của các cá nhân và cơ quan dùng tiền của nhà nước để mua bộ xét nghiệm từ công ty Việt Á cũng đã rõ. Nhưng còn những sai phạm ở các cơ quan nhà nước mà chính là những sai phạm này là nguyên nhân tạo môi trường và điều kiện cho ông Phan Quốc Việt và công ty Việt Á phạm tội ở mức độ nghiêm trọng như vừa xảy ra. Một trong những sai phạm mang tính nguyên nhân của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nói sai
phạm mang tính chất nguyên nhân là vì từ sai phạm của Bộ Khoa học và Công nghệ mới dẫn đến sai phạm của ông Phan Quốc Việt. Không có sai phạm của Bộ Khoa học và Công nghệ về bộ kit xét nghiệm thì đã không có sai phạm của ông Phan Quốc Việt như hiện nay. Và Bộ Khoa học và Công nghệ có ít nhất là 3 sai phạm nghiêm trọng được liệt kê sau đây. Một là chi một khoản tiền khổng lồ tới 19 tỷ đồng để mua một sản phẩm mà không thu lại sản phẩm, để cho người khác chiếm đoạt sản phẩm đi bán lấy lời. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chi ra 19 tỷ đồng để nghiên cứu chế tạo cho bộ kit xét nghiệm thì sản phẩm đó là của Bộ Khoa học Công nghệ chứ không thể là của Học viện Quân y, càng không thể là của Việt Á được. Nếu Việt Á chịu trách nhiệm sản xuất và triển khai thương mại thì hợp đồng về phân bổ lợi nhuận giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và công ty Việt Á ở đâu? Tỷ lệ phân chia như thế nào cũng là câu hỏi được đặt ra. Không có một công ty tư nhân nào chi tiền cho Bộ Khoa học Công nghệ cả. Hai là chi tiền vượt nhiều lần giá trị của hàng hóa. 19 tỷ đồng là một khoản tiền khổng lồ đối với một đề tài nghiên cứu khoa học. Về số lần đắt hơn so với giá trị thực thì bộ xét nghiệm còn vượt đường sắt Cát Linh, Hà Đông. Đường sắt Cát Linh và Hà Đông đắt hơn giá trị thực chỉ 5 đến 6 lần. Còn Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả đắt hơn chỉ ít là 20 lần so với giá trị thực tế. Và đây chính là tiền thuế của người dân cả nước ròng rã đóng. Đây là hình ảnh phòng thí nghiệm của công ty Việt Á, hầu như không có trang thiết bị gì. Ba là đưa thông tin sai lệch về bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, dẫn hậu quả rất nghiêm trọng. Việc Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã nhận được hồ sơ của Việt Á nộp cho Tổ chức Y tế Thế giới mà lại hiểu theo cách của Y tế Thế giới là chấp thuận là lỗi không thể hiểu được từ cơ quan đứng tên Bộ Khoa học và Công nghệ của một quốc gia. Từ thông tin của Bộ Khoa học Công nghệ mà truyền thông cả nước đưa tin theo và cả nước tin vào chất lượng của bộ kit xét nghiệm mà Việt Á đem đi bán. Về Học viện Quân y, Học viện Quân y cũng mắc là sai lầm mang tính nguyên nhân. Nếu Học viện Quân y thực hiện đúng pháp luật trong thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus corona do Bộ Khoa học Công nghệ chi tiền thì ông Phan Quốc Việt đã không thể lấy kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước để sản xuất bộ xét nghiệm đi bán kiếm lời với mức độ đến như vậy. Nếu Việt Á được quyền sản xuất và bán thì hợp đồng phân chia trách nhiệm và lợi nhuận giữa Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y và Việt Á đang nằm ở đâu và tỷ lệ phân chia lợi nhuận và trách nhiệm như thế nào? Về Bộ Y tế, nếu Bộ Y tế làm đúng chức năng của mình thì ông Phan Quốc Việt dù có thoát khỏi gác chặn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Quân y cũng không thể bán được bộ xét nghiệm với số lượng và giá cả như xảy ra. Bộ Y tế là nguyên nhân thứ ba giúp cho sai phạm của ông Phan Quốc Việt đã xảy ra và góp phần to lớn làm cho ông Phan Quốc Việt tham nhũng, hối lộ đến mức khủng khiếp đến như vậy. Về cơ chế hiện hành, ai cũng biết là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đây là hình ảnh các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dở. Tuyên giáo thì nói bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình trung ương của Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Còn tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm vân vân. Tất cả đều là thông tin dối trá, bịp bợm, tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa đại dịch khi người dân đang vô cùng khốn khó. Bộ kit xét nghiệm của Việt Á được sản xuất ở đâu cũng là câu hỏi được đặt ra. Chất lượng như thế nào và xét nghiệm có đúng với kết quả đúng hay không thì cũng đã xảy ra rồi. Giá thành đắt bao nhiêu thì tiền cũng đã thu rồi. Điều lo sợ không chỉ là giá thành và chất lượng của bộ kit xét nghiệm Việt Á mang đi bán, mà còn là bộ kit xét nghiệm của Việt Á có xuất xứ từ đâu. Cơ sở của Việt Á như thực tế chỉ ra là không thể sản xuất được hàng triệu bộ kit xét nghiệm. Xuất xứ của bộ kit xét nghiệm mà công ty Việt Á mang bán mới là điều cần phải bàn. Bộ kit xét nghiệm này có phải được sản xuất ở nước ngoài, mang nhãn hiệu Việt Nam rồi đem vào bán hay không? Trong bộ kit xét nghiệm này có phần nào do Việt Nam đóng góp hay không? Và đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm do Học viện Quân y chủ trì nhận tới 18,8 tỷ đồng của Bộ Khoa học và Công nghệ có liên quan như thế nào đến bộ kit xét nghiệm mà Việt Á đem ra bán? Và điều sợ nhất là bộ kit xét nghiệm mà Việt Á mang bán lại được sản xuất từ nước lạ. Ngày cuối năm nhìn về tương lai,
bộ kit xét nghiệm Việt Á mang đến đã bán góp phần là bộc lộ một phần mức độ thâm độc tham nhũng tại Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế. Từ bộ kit xét nghiệm Việt Á thôi, có thể nghĩ về lời giải của bài toán gốc. Từ ngàn xưa, tri thức là chỗ dựa của quốc gia về trí tuệ và đạo đức. Mỗi khi nan nguy, cần kế sách thì phải nhờ đến tri thức. Tri thức là thước đo trí tuệ của một quốc gia. Mức độ phát triển của quốc gia thì phụ thuộc vào mặt bằng của tri thức. Tri thức chính là thước đo của đạo đức của một quốc gia. Và sự đồi bại đạo đức của tri thức phản ánh sự suy đồi đạo đức của xã hội ở quốc gia đó. Nay tri thức ở nước ta, ở Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở Bộ Khoa học và Công nghệ vân vân, nơi nào cũng bị tham nhũng thống trị thì có nghĩa là tham nhũng đã thống trị khắp xã hội. Bệnh tham nhũng đã lên đến cao hoàng. Cách chống tham nhũng hiện nay là cách chống tham nhũng trên ngọn. Đây là hình ảnh tờ báo Pháp Luật đặt vấn đề làm sao có thể thu hồi huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng khi đó quyết định bàn tặng. Chính huân chương này đã tiếp tay cho Việt Á phân phối 10 triệu bộ kit xét nghiệm ra 62 tỉnh thành. Phát hiện ra tham nhũng mới trị tội thì không bao giờ loại trừ được gốc của tham nhũng cả. Quan lại tham nhũng là điều dễ hiểu, nhưng khi tham nhũng tràn vào quân đội thì đó là lúc phải lo lắng cho an nguy của đất nước. Khi công an tham nhũng thì dân thường bị điều đứng, và khi thầy giáo đi dạy, thầy thuốc chữa bệnh mà tham nhũng hàng loạt với khối tiền khổng lồ thì đạo đã mất, vì bệnh tham nhũng phát sinh từ đạo chứ không phải từ ý thức ham muốn thông thường của con người. Những bài giao giảng đạo đức luân lý lúc này đã trở nên vô nghĩa. Nhưng tham nhũng chỉ là căn bệnh đục khoét, nguy hại nhưng không sinh tử. Đi nhầm đường mới là sinh tử. Đi nhầm đường là sinh tử bởi biết bao số phận loay hoay hết cả cuộc đời này mà không thể thoát ra khỏi rừng rậm, hang sâu. Còn bi đát hơn, đi nhầm đường đến mức xa vào đầm lầy, vực thẳm. Bi đát hơn nữa là sinh con đẻ cái trên con đường nhầm. Thế hệ cộng sản đầu tiên đã dũng cảm đổi mới lần một vào năm 1986. Nói là dũng cảm vì họ tự thừa nhận sai lầm. Nói đổi đổi mới là để nhấn mạnh rẽ con đường khác, không đi theo con đường đang đi. Con đường đã đi bước đi được 40 năm mới biết là nhầm, là rất muộn. Nhưng vượt lên sự kiêu ngạo, chịu dằn vặt đau đớn trong lòng để công khai cất lên lời thừa nhận sai lầm cũng là dũng cảm. Ở tuổi cuối đời, trên cương vị cao nhất mà dám thừa nhận sai lầm chỉ có ở những nhân cách rất lớn. Khi Đông Đức nhập vào Tây Đức, Liên Xô sụp đổ, các nước Ba Lan, Séc, Slovakia, Hungary, Bulgaria bước sang con đường mới. Tiếp thay lại không xuất hiện nhân cách lớn. Người khuất thì đã khuất rồi, nhưng con cháu phải gánh chịu. Những lời an ủi khéo, những gợi ca có cánh không chữa được bệnh. Đổi mới lần hai, đổi mới toàn diện, đó mới là lối thoát sống còn. Đó là con đường duy nhất để không tụt hậu so với các nước, để không giao lại gánh nặng cho con cháu.